Từ hôm nay 6 tháng 3, tất cả các ngân hàng thương mại cổ phần sẽ giảm lãi suất quy động 0,5% một năm nhằm giảm lãi suất cho vay và giảm áp lực chi phí đối với doanh nghiệp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh. Theo đó, tất cả các ngân hàng đều có mức lãi suất dưới 9,5% một năm. Ở nhóm ngân hàng thương mại nhà nước như Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank, Lãi suất sản phẩm gửi tiết kiệm thông thường cao nhất chỉ ở mức 7,4% một năm. Khi gửi online hoặc với khách hàng ưu tiên, lãi suất có thể được cộng thêm nhưng cũng chỉ ở mức khoảng 8% một năm. Trong tháng 2 năm 2023, mặt bằng lãi suất tại các ngân hàng thương mại đã ổn định và thực tế lãi suất trên thị trường đã có xu hướng giảm lãi suất cho dây bình quân phát sinh mới đã giảm khoảng 0,4% một năm so với cuối năm 2022.